Trong thế giới đó có bốn thiên hạ nhiều như hạt bụi núi Tu Di. Có một bốn thiên hạ ở chính giữa tên là Nhất Thiết Bảo Sơn Tràng. Bốn thiên hạ đó, mỗi thiên hạ ngang dọc đều 10 vạn do tuần. Mỗi thiên hạ đó đều có 1 vạn thành lớn. Trong Diêm Phù Đề đó có một vương đô tên là Kiên Cố Diệu Bảo Trang Nghiêm Vân Đăng, có 1 vạn thành lớn bao bọc chung quanh. Người Diêm Phù Đề thọ tới 1 vạn tuổi. Thiện nam tử trong thế giới Phổ Quang Minh Chân Kim Mani Sơn đó có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm Tràng. Trong thế giới chủng đó lại có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Sắc Phổ Quang Minh, dùng sự thị hiện tất cả hóa Phật ảnh Mani Vương làm thể, hình trạng như thành trên trời, dùng sự thị hiện tất cả Như Lai đạo tràng ảnh tượng Mani Vương làm bờ mé phía dưới, trụ ở trên biển tất cả hoa báu sạch sơ xen tạp với nhau. Trong thế giới đó có bốn thiên hạ nhiều như hạt bụi núi Tu Di, có một bốn thiên hạ ở chính giữa tên là Nhất Thiết Bảo Sơn Tràng. Bốn thiên hạ đó mỗi thiên hạ ngang dọc đều 10 vạn do tuần, trong mỗi thiên hạ đều có 1 vạn thành lớn. Trong cõi Diêm Phù Đề đó có một vương đô tên là Kiên Cố Diệu Bảo Trang Nghiêm Vân Đăng, có 1 vạn thành lớn bao bọc chung quanh vương đô đó. Người Diêm Phù Đề thọ tới 1 vạn tuổi. Trong đó có ông vua tên là Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái, có 500 vị đại thần, 6 vạn thể nữ, 700 vương tử. Các vương tử đó đều đoan chánh dũng kiện, có đại oai lực. Bấy giờ vua Oai Đức đó phổ cáo khắp cõi Diêm Phù Đề không có oán địch. Bấy giờ thế giới đó lúc kiếp sắp tận có 5 trược sinh khởi, tất cả mọi người thọ mạng ngắn ngủi, của cải thiếu thốn, hình thù xấu xí, nhiều khổ ít vui, chẳng tu thập thiện, chuyên làm nghiệp ác, càng giận tranh nhau, hủy nhục lẫn nhau, lìa quyến thuộc của họ, đố kỵ người khác hay giỏi, việc gì cũng khởi kiến chấp, tham cầu phì pháp. Nhân duyên như vậy, mưa gió chẳng đúng thời, lúa mạ chẳng tốt, vườn rừng cây cỏ thảy đều khô héo, nhân dần đói kém, có nhiều bệnh tật, bỏ chạy bốn phương, không chỗ nương tựa. Trong vương đô Kiên Cố Diệu Bảo Trang Nghiêm Vân Đăng đó có ông vua tên là Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái. Ông ta có 500 vị đại thần, 6 vạn thể nữ, lại có 700 vị vương tử. Các vương tử đó tướng mạo đều đoan chánh, thân thể dũng kiện, đều có đại oai lực. Thời bấy giờ ông vua đó đã từng tu hành căn lành có oai đức, cho nên phổ cáo khắp trong cõi Diêm Phù Đề, khiến cho nhân dân không có oán địch, rất ủng hộ ông vua, rất thương mến ông vua, chẳng có mọi sự đối địch gì, chẳng có kiểu oán. Ông vua thương dân như con, nhân dân kính ông vua như cha, ngũ cốc phong phú, thiên hạ thái bình, nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, quốc gia không có chiến tranh. Do đó có câu ngựa phóng Nam Sơn, mao tạng ư khố, nghĩa là ngựa thả ra đồng, đao cất vào kho. Mọi người sống trong cảnh thái bình thịnh vượng. Lúc đó thế giới đó lúc kiếp sắp tận có đẩy ác 5 trược sinh khởi. 5 trược tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Trược tức là ô trược chẳng thanh tịnh. Kiếp trược là gì? Tức là kiếp giảm từ tuổi thọ con người 2 vạn tuổi bắt đầu là kiếp trược. Kiếp giảm có 8 vạn 4 ngàn tuổi. Kiếp tăng có 8 vạn 4 ngàn tuổi. Mỗi 100 năm giảm 1 tuổi hoặc tăng 1 tuổi. Một giảm một tăng là một kiếp. Thế nào là kiến trược? Tức là 5 loại sử. 5 loại sử tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ, kiến thủ, tà kiến. Thân kiến cho rằng thân thể này là của ta, càng chấp vào thân này, kỳ thật thân thể này là do 4 đại, đất nước, gió, lửa và 5 uẩn, sắc thọ, tưởng, hành, thức, giả hợp mà thành. Bất quá là cái túi da hôi thối mà thôi, chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng nói đi rồi cũng nói lại, chúng ta người tu hành mượn giả tu chân, lìa khỏi thân thể thì không thể nào tu đạo, phải giữ trùng đạo. Biên kiến chấp trước vào kiến dài thiên về một bên, chẳng chấp vào không thì chấp vào có, chẳng phải trung đạo, chân không diệu hữu. Ngoại đạo của Ấn Độ có chấp đạo để sướng học thuyết con người chết rồi như đèn tắt, do đó mọi người chẳng tin nhân quả, bác vô nhân quả, chủ trương hưởng thụ. Nhưng chúng ta nên biết được làm thân người chẳng phải dễ, đừng cố phụ quyền lợi làm người. Có ngoại đạo chấp thường để sướng con người sau khi chết vẫn làm người, chó chết rồi vẫn làm chó, chủ trương khổ hạnh giả như nghiệp khổ tiêu hết thì không lại làm người. Hai học thuyết này đều là tà tri tà kiến, chẳng phải chánh tri chánh kiến. Họ đều là những phần tử cực đoan, cho nên lúc Đức Phật còn tại thế phản đối hành vi của họ,
cho rằng chẳng hợp với trung đạo. Giới thủ nghiêm trì giới luật chẳng hợp với Phật giáo, cho rằng pháp quy của tà giáo là đúng đắn. Ví như học theo giới bò và giới chó, những kẻ ngoại đạo này chỉ biết chó bò có thể sinh về cõi trời, nhưng chẳng biết nhân duyên tại sao phải làm chó làm bò, cho nên tu mù luyện đuôi mà lầm mình lầm người. Kiến thủ chấp trước vào kiến giải của mình, cho rằng mình đúng, chẳng chịu lắng nghe ý kiến của người khác, độc đoán độc hành, chẳng gần tình người. Tà kiến phàm là kiến giải chẳng chánh đáng đều gọi là tà kiến. Phiền não trược là gì? Tức là năm độ sử. Năm độ sử tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi. Tâm tham đối với tất cả cảnh giới thuận bèn sinh khởi tâm tham ái, muốn chiếm lấy cho được bằng không, dùng hết mọi tâm cơ vì mục đích, bất chấp thủ đoạn, ngàn phương vạn kế lấy cho bằng được để làm trò vui. Vì có tư tưởng đó bèn làm ra đủ thứ nghiệp ác, thường thiền hại lý, đến lúc mạng chung thì ra đi hai bàn tay không, chỉ có nghiệp chướng theo họ xuống gặp vua diềm vương. Tâm sân đối với tất cả cảnh giới nghịch bèn sinh khởi tâm sân hận, tóm lại cầu chẳng được thì sinh nổi giận, lý trí chẳng khống chế được tình cảm, thường dùng ý khí dụng sự, do đó mà hồ đồ chẳng minh bạch đạo lý, tất cả sự lý chánh đáng. Tâm mạng tức là cống cao ngã mạng, trong mắt không xem ai ra gì. Tâm nghi tức là nghi hoặc trùng trùng, đối với sự lý gì cũng đều không tin, chẳng những đối với sự lý chánh đáng không tin mà còn khởi nghi hoặc, nghĩa là đối với pháp của thiện tri thức nói cũng chẳng tin mà khởi nghi vấn. Loại sử là phiền não cấp tính, độ sử là phiền não mãn tính. Mười sử này chi phối con người điên điên đảo đảo, nhận thức chẳng rõ ràng tất cả cảnh giới. Như vậy đồng lưu hợp ô thì sẽ bỏ giác mà hợp với trần lao, rời xa đạo để khỏi nhà vốn có càng ngày càng xa. Chúng sinh trược là gì? Tức là quả báo của lợi độn mười sử. Mạng trược là gì? Tức là thân tâm ốm yếu, mạng sống ngắn ngủi nên gọi là mạng trược. Trong đất nước đó, khi năm trường sinh khởi lên thì thọ mạng của tất cả mọi người sẽ ngắn ngủi, tất cả tài vật dùng hàng ngày sẽ thiếu thốn, thân hình của con người sẽ xấu xí. Đời sống của con người nhiều khổ ít vui, suốt ngày lam lũ mà chẳng được no. Tại sao có tình hình như vậy? Vì chúng sinh chẳng tu pháp thập thiện, chuyên làm 10 pháp ác, giữa người với người chẳng hòa thuận với nhau, giữa nước này với nước kia chẳng hòa bình sống với nhau. Tóm lại hỗ tương phân tranh, hủy nhục lẫn nhau, bạn phỉ báng tôi công kích bạn, chẳng nhường nhịn nhau, tạo thành không khí xấu đầy rẫy hư không. Thậm chí có người làm những việc không có đạo đức, chuyên môn làm việc ly gián, khiến cho con người giao hào không hòa thuận, làm cho cha mẹ con người chẳng hiếu thuận, khiến cho vợ chồng người ly hôn, khiến cho lục thân người chẳng được đoàn tụ, làm cho những gia đình hạnh phúc người khác tan nát, phân ly mỗi người một phương. Những người làm ác như vậy chết đi chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Lại có những người đố kỵ thành tánh, thấy nhà người khác tốt đẹp hơn họ thì trong tâm chẳng vui, tìm cách phá hoại. Do đó có câu tâm lý tác quái, rồi may vui khổ. Thấy người có tiền thì sinh tâm đố kỵ chướng ngại, thấy người nghèo thì sinh tâm kiêu ngạo tự đại. Tóm lại hận người khác có, hận mình không, đây là hành vi tâm lý biến thái. Các vị hãy nghĩ xem, hiện tại trên thế gian tình huống như vậy, tông chỉ của Phật giáo là dùng từ bi làm hoài bão, phương tiện làm cửa, thành tâm quả dục chẳng tranh với đời. Nhưng hiện tại cũng phạm ma bệnh này, chạy theo dục niệm sinh ra tà trì tà kiến, cứ làm những việc phi pháp, tham cầu tài bất nghĩa. Vì những nguyên nhân đó cho nên mưa gió chẳng đúng thời, nên nổi gió mà chẳng nổi gió, nên mưa xuống mà chẳng mưa xuống. Lúc không cần nổi gió thì lại nổi cuồng phong, đây là hiện tượng gió mưa thất thường. Tại sao? Vì nghiệp lực của chúng sinh sở cảm, vì sự quan hệ gió mưa chẳng đều thuận, cho nên ngũ cốc chẳng phong phú, cây cỏ trong vườn rừng thảy đều khô héo, chẳng có sinh khí. Nhân dân nghèo khổ, không có quần áo mặc, không có lúa gạo ăn, không có nhà để ở, khắp nơi bị ôn dịch. Người bệnh chẳng có thuốc cứu chữa, chờ đợi cái chết rất là đáng sợ. Vì cầu sinh tồn chẳng màng tánh mạng, bỏ chạy bôn ba khắp nơi, giống như người Việt tị nạn hiện nay, họ bị đàn áp mà phải bỏ chạy đi bốn phương, nghèo khổ gia tăng, khổ không thể tả.
Đời sống của những người tị nạn khó khăn vô cùng, họ muốn khóc mà không còn nước mắt, không còn lời nào để nói. Cầu nguyện Bồ Tát che chở đến được đất nước an toàn. Những thuyền nhân tị nạn trôi nổi trên biển sung sướng khi thoát khỏi miệng cọp, nhưng đến nơi không ai thu nhận, chẳng cho người tị nạn lên bờ, đây có thể nói là mất đi đạo nghĩa nhân quyền. Thuyền nhân tị nạn trôi nổi trên biển, tánh mạng của họ chẳng được an toàn, tài sản không được bảo đảm, có lúc bị bọn hải tặc cướp lấy. Họ ở trong hoàn cảnh nước sâu lửa bỏng, hy vọng nguyên thủ các nước phát tâm từ bi ra tay trợ giúp, cứu họ lìa khổ được vui. Tại đạo tràng Vạn Phật Thánh Thành thành lập Ủy ban Hội Cứu Tế Người Tị Nạn, mỗi tháng có rất nhiều người tị nạn đến đi không ngừng, khiến cho họ có chỗ nương tựa. Những người đó đều cùng nhau đến ở khắp chung quanh thành lớn Vương Đô, nhiều vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức người lớn tiếng kêu gào, hoặc giơ tay, hoặc chắp tay, hoặc cúi đầu, hoặc quỳ xuống, hoặc dùng tay đánh bụng, hoặc co đầu gối kêu lớn, hoặc nhảy nhót la hét, đầu tóc rối tung, y phục rách dưới hôi hám, da thịt nhăn nứt, mặt mắt mất thần, đồng hướng về ông vua nói rằng: Đại vương, đại vương, chúng tôi ngày nay nghèo khổ đến đường cùng, đói khát lạnh rét, bệnh tật suy yếu, các khổ hành hạ, mạng sống chẳng còn bao lâu, không chỗ nương tựa, không biết kêu cứu vào đâu. Chúng tôi ngày nay trở về nương tựa với đại vương. Chúng tôi thấy đại vương là người nhân từ trí huệ, ở chỗ đại vương có cảm giác được an lạc, được sự thương yêu, được sống, được nhiếp thọ, được bảo tạng, được cầu đò, được đường xá, được thuyền bè, thấy được hoàn đảo châu báu, được tản lợi, được lên cung trời. Những người đó đều cùng nhau đến ở khắp chung quanh thành lớn Vương Đô, nhiều vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức người lớn tiếng kêu gào, hoặc giơ tay lên, hoặc chắp tay lại, hoặc cúi đầu, hoặc quỳ xuống đất, hoặc dùng tay đánh bụng, hình dung tình hình rất là thống khổ, hoặc co đầu gối kêu lớn, hoặc nhảy nhót la hét, đầu tóc của những người nghèo khổ đó rối tung lên giống như ngạ quỷ, y phục rách rưới hôi hám, da thịt nhăn nứt, mặt mắt mất thần. Những người nghèo đó đồng hướng về ông vua nói rằng: Đại vương, đại vương, cuộc sống của chúng tôi ngày nay nghèo khổ đến đường cùng, vừa đói khát vừa lạnh rét, bệnh tật suy yếu, bị đủ thứ khổ hành hạ, mạng sống chẳng còn bao lâu, tiền đồ không dám nghĩ đến, rất là sợ hãi. Hiện nay ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, không chỗ nương tựa, không biết kêu cứu vào đâu, không cách gì nói hết sự khốn khổ. Chúng tôi ngày nay trở về nương tựa đại vương. Chúng tôi thấy đại vương là người nhân từ, cũng là người có đại trí huệ. Ở chỗ đại vương chúng tôi có cảm giác được an toàn, không bị mọi sự uy hiếp. Cuộc sống được an vui, được sự thương yêu, được sống, được nhiếp thọ, được bảo tạng, giống như được cầu đò, được đường xá, được thuyền bè, thấy được hòn đảo châu báu, được tài lợi, được thăng lên cung trời. Chúng tôi có đủ thứ sự hy vọng, được nhiều lợi ích, ân cần chờ đợi trở thành hiện thực. Bấy giờ đại vương nghe những lời đó rồi đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ Môn Đại Bi, một lòng suy ngẫm phát ra 10 lời đại bi. Những gì là 10? Đó là thương thay chúng sinh bị đọa vào trong hầm lớn sinh tử không đáy. Tôi sẽ tìm cách để sớm cứu vớt, khiến cho họ được trụ bậc nhất thiết trí. Thương thay chúng sinh bị các phiền não bức bách, tôi sẽ tìm cách để cứu hộ, khiến cho họ an trụ tất cả nghiệp thiện. Thương thay chúng sinh bị sinh già bệnh chết khủng bố, tôi sẽ tìm cách để làm chỗ trở về nương tựa, khiến cho họ vĩnh viễn thân tâm được an ổn. Thương thay chúng sinh thường bị các khủng bố thế gian bức bách, tôi sẽ tìm cách để trợ giúp họ, khiến cho họ được trụ đạo nhất thiết trí. Thương thay chúng sinh không có con mắt trí huệ, thường bị thân kiến nghi hoặc che đậy, tôi sẽ tìm cách để phương tiện khiến cho họ được giải quyết kiến chấp. Thương thay chúng sinh thường bị tối ngu si mê hoặc, tôi sẽ tìm cách để làm đốt sáng khiến cho họ chiếu thấy thành nhất thiết trí. Thương thay chúng sinh thường bị tham sẻn đố kỵ, xiểm nịnh dối trá làm mờ đục, tôi sẽ tìm cách để khai hiểu, khiến cho họ chứng được pháp thân thanh tịnh. Thương thay chúng sinh mãi trôi chìm trong biển sinh tử, tôi sẽ tìm cách để cứu vớt, khiến cho họ lên được bờ bồ đề bên kia. Thương thay chúng sinh các căn căng cường khó có thể điều phục, tôi sẽ tìm cách để làm điều ngự, khiến cho họ đầy đủ thần lực của chư Phật. Thương thay chúng sinh như kẻ mù lòa chẳng thấy đường, tôi sẽ tìm cách để dẫn dắt, khiến cho họ vào môn nhất thiết trí.
Lúc đó ông vua Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái nghe những lời thống khổ của những người nghèo khổ đó rồi đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ Môn Đại Bi. Một lòng một dạ suy ngẫm phát ra 10 lời đại bi để an ủi những chúng sinh đó, khiến cho họ dũng cảm để sống, không vì những đồ dùng hàng ngày mà lo lắng, phát tâm đại bi cứu tế họ, sống một cuộc sống an vui không lo buồn. Đây là biểu hiện của người hành nhân chánh. Những gì là 10 lời đại bi? Đó là một, thương tha chúng sinh. Các vị rất đáng thương, vì các vị đã tạo ra nghiệp ác quá nhiều cho nên mới đọa vào trong hầm lớn sinh tử không đáy. Tôi sẽ tìm cách để sớm cứu vớt các vị, khiến cho các vị được an trụ bậc nhất thiết trí. 2. Thương tha chúng sinh, vì các phiền não bức bách, tôi sẽ tìm cách để cứu hộ các vị, khiến cho các vị an ổn trụ nơi đạo tất cả nghiệp thiện. 3. Thương thay chúng sinh bị sinh già bệnh chết khủng bố, tôi sẽ tìm cách để làm chỗ trở về nương tựa của các vị, khiến cho các vị ở trong biển khổ lập tức quay đầu thì sẽ đến được bờ bên kia, vĩnh viễn thân tâm được an ổn. 4. Thương thay chúng sinh, các vị thường bị các khủng bố thế gian bức bách, tôi sẽ tìm cách để trợ giúp các vị, khiến cho các vị được an ổn trụ nơi đạo nhất thiết trí. 5. Thường thay chúng sinh, các vị không có con mắt trí huệ, thường bị thân kiến nghi hoặc che đậy, tôi sẽ tìm cách để phương tiện khiến cho các vị được giải quyết kiến chấp. 6. Thường thay chúng sinh, các vị thường bị vô minh tối ngu si mê hoặc, tôi sẽ tìm cách để làm đúc sáng khiến cho các vị chiếu thấy thành nhất thiết trí. 7. Thường thay chúng sinh, các vị thường bị tham sảng đố kỵ xiểm định dối trá làm mờ đục, tôi sẽ tìm cách để khai hiểu, khiến cho các vị chứng được pháp thần thành tịnh. 8. Thường thay chúng sinh, các vị mãi trôi chìm ở trong biển sinh tử, tôi sẽ tìm cách để cứu vớt, khiến cho các vị lên được bờ bồ đề bên kia. 9. Thường thay chúng sinh, các căn của các vị rất căng cường, không dễ gì điều phục, tôi sẽ tìm cách để làm điều ngự, khiến cho các vị đầy đủ thần lực của tất cả chư Phật. 10. Thường thay chúng sinh, các vị như kẻ mù là chẳng thấy đường, tôi sẽ tìm cách để dẫn dắt các vị, khiến cho các vị vào môn nhất thiết trí. Nói những lời đó rồi, bèn đánh trống tuyên cáo. Này tôi bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, tùy theo nhu cầu đều khiến cho họ được đầy đủ. Lập tức vua hạ lệnh cho các thành lớn nhỏ trong cõi Diêm Phủ Đề và các xóm làng đều mở kho tàng, đem đủ thứ tài vật để ở ngã tư đường, nào là vàng bạc, lưu ly, mani, các thứ châu báu, quần áo, thức ăn uống, hương hoa chuỗi ngọc, cung điện nhà cửa, giường ghế, đồ dùng, kiến lập tràng báu đại quang minh mani, quang minh đó chiếu đến thân thì đều khiến cho an ổn. Cũng bố thí tất cả thuốc men, đủ thứ đồ châu báu, đầy các tạp báu, trong thau kim cương thì đầy đủ thứ hương, trong thau báu hương thì đầy đủ thứ y phục, xe kiệu, chẳng phan, lọng lụa, tất cả đồ dùng hàng ngày như vậy đều mở kho tàng mà bố thí. Cũng bố thí tất cả thôn làng, thành ấp, núi đầm rừng cỏ, vợ con quyến thuộc và ngôi vua, đầu mắt, tai mũi, môi lưỡi răng, tay chân da thịt, tim gan phổi thận, hết thảy trong ngoài thảy đều xả được. Ông vua đó nói những lời đại bi đó rồi bèn đánh trống tuyên cáo rằng: Nay tôi muốn bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, tùy theo họ cần dùng những vật dụng hàng ngày đều khiến cho họ được đầy đủ. Vua lập tức hạ lệnh cho tất cả các thành lớn nhỏ trong cõi Diêm Phủ Đề và các xóm làng đều mở kho tàng, đem ra đủ thứ tài vật để ở ngã tư đường. Nào là vàng bạc lưu ly, mani, các thứ báu, quần áo, thức ăn uống, hương hoa chuỗi ngọc, cung điện, nhà cửa, giường ghế, đồ dùng. Lại kiến lập tràng báu đại quang minh mani, tràng báu đại phóng quang minh, quang minh đó chiếu đến thân thì đều khiến cho an ổn. Cũng bố thí tất cả thuốc men, người có bệnh uống vào liền khỏi bệnh, có đủ thứ đồ châu báu, đầy đủ thứ các tạp báu, trong thau kim cương thì đầy đủ thứ hương báu, trong thau hương báu thì đầy đủ thứ y phục, lại có xe kiệu, lại có tràng phan lọng lụa, tất cả đồ dùng hàng ngày như vậy đều mở kho tàng mà bố thí cho những người nghèo khổ. Ông vua đó thật là một ông vua nhân từ, đem hết thảy tiền tài châu báu bố thí cho hết thảy chúng sinh cầu xin, chẳng có tư tưởng xả bỏ không được. Cũng bố thí tất cả thôn làng, thành ấp, núi đầm, rừng cỏ đều đem bố thí tuyệt đối không có biểu thị hối tiếc, cho đến vợ đẹp thiếp sinh, con cái và lục thân quyến thuộc của mình.
thậm chí ngôi vua của mình cũng có thể bố thí. Tóm lại có gì thì bố thí đó, chúng sinh cần gì thì bố thí cái đó. Chỉ khi vật không có thì không thể bố thí, đây là ngoại tài. Do đó có câu đất nước vợ con. Ông vừa đó chẳng những xả bỏ được ngoại tài mà nội tài, động mắt tủy não, tai mũi, môi lưỡi răng, tay chân da thịt, tim gan phổi thận, hết thảy trong ngoài thảy đều xả được, bố thí hết thảy. Phía đông thành kiên cố diệu bảo trang nghiêm vân đằng đó có cửa thành tên là Mani Sơn Quang Minh. Phía ngoài cửa thành đó có hội trường bố thí, mặt đất rộng lớn, thanh tịnh bằng phẳng, không có hầm hố, cây gai cát sỏi. Tất cả đều dùng báu đẹp làm thành, rải các hoa đẹp, xông các hương thơm, đốt các đèn báu. Tất cả mây hương đẩy khắp hư không, có vô lượng cây báu thứ tự thẳng hàng, có vô lượng lưới hoa, vô lượng lưới hương giăng tre phía trên, có vô lượng trăm ngàn ước na do tha, các âm nhạc cổ luôn vang ra diệu âm. Tất cả như vậy đều dùng báu đẹp để trang nghiêm, đều do quả báo tịnh nghiệp của Bồ Tát. Ở giữa hội thí đó có để một tòa sư tử, dùng 10 thứ báu làm đất, 10 thứ báu làm lan can, 10 thứ cây báu bao bọc chung quanh. Có kim cang bảo luân ở phía dưới, dùng tất cả báu làm các tượng rồng thần, cùng nhau đứng cầm kim luân. Đủ thứ báu vật dùng làm nghiêm sức, tràng phan bảy hàng, các lưới răng tre phía trên. Có vô lượng hương báu thường tỏa ra mây hương, đủ thứ y phục báu phân bố các nơi, trăm ngàn thứ nhạc luôn tấu tiếng hay. Lại ở phía trên hội thí có trang lọng báu, thường phóng ra vô lượng quang minh bảo diệm như vàng diêm phù, rực rỡ thanh tịnh. Lấy báu răng tre anh lạc thòng rủ xuống, giải mani báu bảy hàng chung quanh, đủ thứ linh báu luôn vang ra diệu âm, khuyên các chúng sinh tu các thiện nghiệp. Phía đông thành kiên cố diệu bảo trang nghiêm vân đằng đó có cửa thành tên là Mani Sơn Quang Minh. Phía ngoài cửa thành đó có hội trường bố thí, mặt đất hội thí đó rộng lớn bằng phẳng, không có hầm hố, thanh tịnh lại trang nghiêm, không có những cây gai, không có cát sỏi. Tất cả đều dùng báu đẹp làm thành. Trên hội thí rải đủ thứ các hoa đẹp, xông đủ thứ các hương thơm, thắp lên đủ thứ các đèn báu, tất cả mây hương đầy khắp hư không. Lại có vô lượng cây báu thứ tự từng hàng thẳng tắp, lại có vô lượng lưới hoa, vô lượng lưới hương răng tre phía trên hội thí, lại có vô lượng trăm ngàn ước na do tha, các âm nhạc cụ luôn vang ra pháp vi diệu không thể nghĩ bàn, luôn vang ra pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn. Tất cả như vậy đều dùng báu đẹp để trang nghiêm, cảnh giới đó đều do Bồ Tát tu nghiệp thanh tịnh mà đắc được quả báo. Ở giữa hội trường bố thí đó có để một tòa báu sư tử, dùng 10 thứ báu làm đất, dùng 10 thứ báu làm lan can, 10 thứ cây báu bao bọc chung quanh. Có kim cang bảo luân ở phía dưới, dùng tất cả báu đẹp làm các tượng rồng thần, cùng nhau đứng cầm kim luân, dùng đủ thứ báu vật làm nghiêm sức, tráng phan bày hàng la liệt. Lại có đủ thứ các lưới báu răng tre phía trên, lại có vô lượng hương báu thường tỏa ra mây hương, lại có đủ thứ y phục báu trời phân bố các nơi, lại có trăm ngàn thứ âm nhạc luôn tấu lên tiếng hay vi diệu. Lại ở phía trên hội thí có trèo lọng báu, thường phóng ra vô lượng quang minh bảo diệm giống như vàng diêm phù rực rỡ thanh tịnh. Lưới báu răng tre anh lạc thỏng rủ xuống, lại có dài mani báu bày hàng chung quanh để nghiêm sức, lại có đủ thứ linh báu luôn vang ra diệu âm, khuyên tất cả chúng sinh sinh tu 10 nghiệp lành. Bấy giờ ông vua đó ngồi trên tòa sư tử, tướng mạo đoan chánh, nhân tướng đầy đủ, quang minh báu đẹp dùng làm mão, thân Na La Diên không thể phá hoại được, mỗi mỗi chi phần thảy đều viên mãn, tánh tình từ thiện như phổ hiền, sinh vào trong dòng dõi vua chúa, đối với tài và pháp đều được tự tại, biện tài vô ngại, trí huệ thông đạt, dùng lương thiện tốt trị lý quốc gia, không có ai trái lệnh vua. Lúc bấy giờ ông vua đó ngồi trên tòa sư tử, tướng mạo rất đoan chánh, đầy đủ 32 tướng, dùng quang minh báu đẹp làm mão đội trên đầu, rất thủ thắng trang nghiêm, có thân Na La Diên kiên cố bất hoại, không có gì có thể phá hoại được, mỗi chi phần thảy đều viên mãn tốt đẹp, tánh tình từ thiện giống như Bồ Tát Phổ Hiền, sinh vào trong dòng dõi vua chúa, đối với tài và pháp đều được tự tại, không bị hạn chế, có biện tài vô ngại, trí huệ thông đạt, dùng lương thiện tốt để trị lý quốc gia, không có người dân nào trái lệnh vua.
Bây giờ vô lượng vô số trăm ngàn ước na do tha chúng sinh cõi Diêm Phủ Đề, đủ thứ quốc gia, đủ thứ dân tộc, đủ thứ hình dáng, đủ thứ y phục, đủ thứ lời nói, đủ thứ dục lạc đều đến hội trường bố thí đó, quan sát ông vua đó, đều nói ông vua đó là người đại trí, là người có phước lớn như núi Tu Di, là người công đức như mặt trăng, trụ nơi nguyện Bồ Tát, thực hành bố thí rộng lớn. Bây giờ ông vua thấy những người cầu xin đó, bèn sinh tâm thương xót, sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm tôn trọng, sinh tâm bạn lành, sinh tâm rộng lớn, sinh tâm liên tục, sinh tâm tinh tấn, sinh tâm bất thối, sinh tâm xả thí, sinh tâm khắp cùng. Lúc đó vô lượng vô số trăm ngàn ước na do tha chúng sinh cõi Diêm Phủ Đề, đủ thứ quốc gia, đủ thứ dân tộc, đủ thứ hình dáng, đủ thứ y phục, đủ thứ lời nói, đủ thứ dục lạc đều đến hội trường đại bố thí đó, quan sát ông vua đó, đều nói ông vua đó là người có đại trí huệ. Phước báu của ông ta cao lớn như núi Tu Di, trí huệ của ông ta như công đức ánh sáng mặt trăng. Ông ta trụ nơi nguyện của Bồ Tát, ông ta tu trì hội đại bố thí bình đẳng rộng lớn. Lúc đó ông vua thấy những người cầu xin đó, bèn sinh tâm từ bi. Ông vua đó thấy chúng sinh đến cầu xin tất cả sự bố thí như vậy, lại sinh tâm đại hoan hỷ. Tuy chúng sinh nhiều như vậy đến cầu xin ngài bố thí tất cả những vật dùng hàng ngày, nhưng ông vua vẫn không sinh tâm kiêu ngạo, ngược lại sinh tâm tôn trọng. Ngài cảm thấy tất cả chúng sinh đều là bạn bè tốt, cho nên sinh tâm bạn lành. Ông ta nghĩ có thể đem vật chất của mình bố thí cho chúng sinh cần, vì chúng sinh và mình là một thể. Đây là cảnh giới rộng lớn, cho nên sinh tâm rộng lớn. Ông ta lại nghĩ hiện tại thành tích bố thí của ta không sai, phải bảo trì kỷ lục bố thí liên tục không gián đoạn, cho nên sinh tâm liên tục. Ông ta lại nghĩ việc làm bố thí cho chúng sinh rất có ý nghĩa, ta phải dũng mãnh tinh tấn để bố thí, cho nên sinh tâm tinh tấn. Ông ta lại nghĩ tâm bồ đề bố thí này vĩnh viễn không thể thối chuyển, cho nên sinh tâm bất thối chuyển, lại sinh tâm xả thí nội tài và ngoại tài, lại sinh tâm khắp cùng cứu tế chúng sinh khắp cùng. Thiện nam tử, bây giờ ông vua đó thấy những người cầu xin tâm đại hoan hỷ. Trải qua thời gian khảy móng tay còn hơn sự khoái lạc của vua trời Đao Lợi, vua trời Dạ Ma, vua trời Đâu Xuất Đà, trải qua trăm ngàn ước na do tha kiếp, cho đến hơn sự khoái lạc trong vô số kiếp của vua trời Thiện Hóa, trong vô lượng kiếp của vua trời Tự Tại, trong vô biên kiếp của vua trời Đại Phạm, trong nan từ kiếp của vua trời Quang Âm, trong vô tận kiếp của vua trời Biến Tịnh, trong bất khả thuyết kiếp của vua trời Tịnh Cư, trụ vùi tịch tĩnh. Thiện nam tử, ví như có người nhân tử hiếu thuận gặp thời hoạn lạc, đều thất lạc cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, tình cờ gặp lại nhau ở giữa đường hoang vắng, vui mừng vô hạn. Bấy giờ ông vua đó thấy người cầu xin, tâm sinh hoàn hỷ cũng là như thế. Thiện nam tử, lúc đó ông vua đó thấy tất cả những người đến cầu xin trong tâm sinh đại hoan hỷ, tuy trải qua thời gian khẻ móng tay, còn hơn sự hưởng thọ khoái lạc của vua trời Đao Lại, vua trời Đao Lợi, vua trời Dạ Ma, vua trời Đâu Xuất Đà, trải qua trăm ngàn ước na do tha kiếp, cho đến hơn sự hưởng thọ khoái lạc trong vô số kiếp của vua trời Thiện Hóa, trong vô lượng kiếp của vua trời Tự Tại, trong vô biên kiếp của vua trời Đại Phạm, trong nan từ kiếp của vua trời Quang Âm, trong vô tận kiếp của vua trời Biến Tịnh, trong bất khả thuyết kiếp của vua trời Tịnh Cư, trụ vùi tịch tĩnh. Tại sao vậy? Vì sự khoái lạc này là trần khoái lạc, còn khoái lạc của chư thiên là khoái lạc giả tạm. Vì có lúc sẽ hết, khi hưởng hết phước trời thì sau đó sẽ hiện ra năm tướng suy, rất mau chóng sẽ sinh vào trong sáu nẻo luân hồi. Thiện nam tử, ví như có người nhân tử hiếu thuận gặp thời thế loạn lạc, cha mẹ, chồng vợ, con cái, anh em, chị em, thầy đều thất lạc, tình cờ gặp lại nhau ở giữa đường hoặc ở nơi hoang vắng, vui mừng vô hạn, không thể hình dung được, đó là tình cảm chẳng khi nào nhàm đủ. Lúc đó ông vua đó cảm thấy người đến cầu xin cũng tình hình như vậy. Do đó có câu làm thiện vui nhất, bố thí phải có tư tưởng tam luân thể không thì mới gọi là bố thí. Thế nào là tam luân thể không? Đó là chẳng thấy người thí, chẳng thấy người nhận và chẳng thấy vật thí. Vua Lượng Võ Đế thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma đến bèn hỏi rằng, tôi kiến tạo rất là nhiều chùa chiền, độ hóa rất nhiều chư tăng, lại biên chép rất nhiều kinh điển, công đức như vậy có nhiều chăng? Tổ Bồ Đề Đạt Ma đáp, chẳng có công đức.
Tại sao nói như vậy? Vì vua Lương Võ Đế vì cầu công đức mà tu bố thí, có tâm xí đồ cho nên nói không có công đức. Nếu có thì chỉ là phước trời chẳng được rốt ráo.